Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa mới cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraine. Xe tăng M1 Ukraine ná đạn vào nơi lính Nga trú ẩn ở Donetsk. Theo lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine, đơn vị này gần đây đã phối hợp cùng với các nhóm quân khác để tấn công vào nơi binh sĩ Nga ẩn nấp ở khu vực Pokrov thuộc Donetsk. Cụ thể, lữ đoàn này thông tin trên kênh Telegram, các sĩ quan trinh sát đường không thuộc tiểu đoàn tấn công số 25 thông qua máy bay không người lái UAV phát hiện nhóm binh sĩ Nga đang ẩn nấp bên trong một công trình thuộc khu vực Pokrov ở tỉnh Donetsk. Sau đó, kiếp lái xe tăng M1A1 Abram của chúng tôi đã áp sát và nã đạn vào nơi đối phương trú ẩn. Trong đoạn video, có thể thấy, kiếp lái xe tăng M1 Abram Ukraine đã sử dụng pháo chính nã đạn vào một số công trình nơi lính Nga trú ẩn ở khoảng cách gần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ lái liền cho cỗ xe tăng rời đi. Cùng theo đoạn video trên, có thể thấy, xe tăng M1 được lưu đoàn cơ giới số 47 Ukraine sử dụng lần này đã cải tiến khi được trang bị lồng sắt đối phó UAV và giáp phản ứng nổ. Ukraine hé lộ nội dung điện đàm với ông Trump Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ông Donald Trump đã xa hiệu ủng hộ Ukraine và nói rằng sẽ làm mọi việc có thể để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo Sky News, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Donald Trump được khuếch đại sau khi ông chọn người chỉ trích gay gắt việc Mỹ viện trợ cho Ukraine, DG Vance, làm bạn đồng hành tranh cử. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho hay, ông chỉ nhận được những thông điệp tích cực từ ông trump trong cuộc điện đàm giữa hai người hồi tháng trước ông nhận được thông điệp rằng ông trump sẽ ủng hộ ukraine và làm mọi việc để chấm dứt xung đột ông zelensky nói với các phóng viên ấn độ sau khi thủ tướng ấn độ narendra modi có mặt tại ukraine vào tuần này người đứng đầu ukraine nói thêm ông trump đã đảm bảo rằng ông sẽ làm mọi thứ có thể để ukraine độc lập châu âu đó là những thông điệp tôi nhận được trực tiếp từ ông trump Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11 sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra. Trước đó, theo Kyiv Independent, chính quyền tổng thống Zelensky đã tìm cách liên lạc với đội ngũ của ông Trump nhằm thúc đẩy ứng viên Đảng Cộng hòa hướng tới lập trường ủng hộ Ukraine trong bối cảnh cơ hội chiến thắng của cựu tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử cuối năm nay đã tăng lên đáng kể sau vụ ám sát hụt vào giữa tháng 7. Trong một cuộc phỏng vấn tại Anh, ông Zelensky cũng thừa nhận Ông Trump sẽ là ca khó đối với Ukraine, nhưng tự tin rằng Kiev có đủ kiên trì và có thể thuyết phục ông Trump đứng về phía mình. Nhiều người trong phe MAGA đưa nước Mỹ viết hại trở lại và nhóm cố vấn của ông Trump đã phản đối hoặc đặt câu hỏi về việc tăng cường viện trợ cho Ukraine, bao gồm cả g Vance, người mà ông Trump đã chọn làm phó tổng thống tranh cử. Dù vậy, vẫn có một số nhân vật trong nhóm ủng hộ hoặc cấp dưới trước đây của ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp Ukraine đánh bại Nga và Kiev đã tận dụng ảnh hưởng của họ để tiếp cận người có khả năng sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa là Lindsey Graham trong chuyến thăm Kiev vào tháng 3 đã chỉ trích sự chậm trễ trong việc cung cấp tên lửa tầm xa ATAX cho Ukraine. Khi đó, ông cam kết Ukraine sẽ sớm có ATAX để có thể đánh sập cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Mike Pompeo, người từng giữ chức Ngoại trưởng và là giám đốc CIA trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, trong chuyến thăm Kiev vào tháng 4 2023, đã kêu gọi Mỹ viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Khi đó, ông nói rằng ông sẽ làm việc để Washington cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa cho Ukraine. Cũng có những thành viên khác trong Đảng Cộng Hòa ủng hộ tăng cường viện trợ cho Ukraine, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Brian Mefro, nhà tư vấn chính trị người Mỹ làm việc tại Ukraine trong 25 năm, cho biết trong năm đầu tiên của cuộc xung đột với Nga, ông Zelensky tập trung chủ yếu vào mối quan hệ chính quyền tổng thống Biden. Nhưng Ukraine nhận thấy cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với cả hai chính đảng của Mỹ và không ràng buộc với một đảng hoặc một tổng thống nhất định. Sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Mỹ đóng vai trò quan trọng cả trong cuộc xung đột hiện nay cũng như thời kỳ hậu xung đột để đảm bảo tương lai của Ukraine. Nga đang tính toán gì ở Quốc? Cho đến nay, cuộc tấn công tỉnh Quốc vẫn chưa làm thay đổi cục diện trên chiến trường chính của miền đông Ukraine, nơi Nga đang tiến tới thành phố Pokrov, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine và thành phố Torres, khu vực nằm trên vùng đất cao quan trọng về mặt chiến lược. Dù đa tiến ở Quốc đang chậm lại, nhưng Ukraine vẫn đang nỗ lực để tạo ra một vùng đệm ở biên giới với Nga. Ông Mikhail, nhà chiến lược quân sự và là thiếu tướng Úc đã nghỉ hưu cho rằng, ở quốc Ukraina đang kéo dài phạm vi tiến công dọc biên giới, tạo một vùng đệm ở tỉnh Quốc với nga thay vì tiến sâu hơn để dễ bị nga chặn đứng. Theo tờ The Wall Street Journal, ông Ryan đánh giá Ukraina đang ở địa thế dễ phòng thủ hơn, gần Ukraina hơn và dễ hỗ trợ hơn. Ông cho biết nga phải xem tình hình tiến triển như thế nào và tung ra đòn tấn công vừa đủ để làm chậm bước tiến của Ukraina. Tại thành phố Sumy, Ukraina tiếp giáp tỉnh Quốc. Các tuyến đường ở thành phố này có rất nhiều xe quân sự được sử dụng để vận chuyển hàng hóa vào Kursk, tiếp tế cho lực lượng Ukraine, bao gồm cả thực phẩm và nhân liệu. Ukraine cũng đã đưa máy phát điện vào Kursk vì cơ sở hạ tầng ở khu vực này đã bị hư hại và không có điện. Tính đến ngày 21 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky cho biết, Kiev đã tiến vào quốc từ khoảng 28 đến 35 km, chiếm được 1.263 km vuông lãnh thổ Nga và 93 khu định cư, theo tờ Kiev Independent. Nhiều người cho rằng việc Ukraine có ý định tạo một vùng đệm dọc biên giới với Nga đặt ra một vấn đề nan giải cho Moscow khi phải quyết định liệu có nên dồn tổng lực cố gắng đẩy lùi quân Ukraine nhưng có thể gánh tổn thất và chi phí lớn hay không. Nếu làm vậy, Nga sẽ phải rút lực lượng tinh nhuệ khá lớn khỏi Ukraine, làm suy yếu các cuộc tấn công đầy chiến vọng nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở phía Đông và có khả năng mở ra những khoảng trống cho lực lượng Ukraine khai thác. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, hiện tại, Nga chủ yếu điều quân từ lực lượng dự bị và lực lượng ở những mặt trận không quá khốc liệt ở Ukraine, chẳng hạn như tỉnh Kharkiv và Zaporizhia, về chi viện cho quốc. Đối với Nga, việc chiếm lại toàn bộ quốc có thể là mục tiêu thứ yếu trong mục tiêu chiến lược hơn là tiến sâu vào tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine. Bà Tatiana Stanovaya, thành viên cấp cao tại Kenizo, Russia, Eurasia cho rằng Moscow không mấy hoảng loạn về tình hình ở Kursk. Theo bà, Moscow coi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk ít ảnh hưởng đến tính toán chiến lược của mình, vốn tập trung vào việc giành toàn bộ Donetsk và cuối cùng là tạo thuận lợi cho con đường đàm phán có lợi cho Nga. Bà cho rằng quân đội Nga không muốn bị lôi kéo vào một cuộc phản công tốn kém ở Kursk có thể buộc nước này phải dùng chiến thuật pháo binh, không quân tàn phá tất cả, rồi mang bộ binh tiến vào thiết lập quyền kiểm soát như đã từng được dùng ở thị trấn Abdiivka và Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine. Việc dùng chiến thuật tương tự ở các khu vực tại tỉnh Quốc, nơi vẫn còn một số dân thường của Nga ở lại, sẽ không phải là một cách hay để phòng thủ. Bà Stanovaya nói, nếu Moscow không tìm ra giải pháp quân sự, thì cuộc chiến ở Quốc có thể tiếp diễn trong nhiều tháng hoặc là một năm và người dân Moscow sẽ dần quen với điều đó. Ngoài ra, về mặt quân sự, từ góc nhìn của Nga, việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk càng khiến cho nước này dàn mỏng lực lượng vốn đã ít ỏi của mình, nhất là ở miền đông Ukraine, cũng như hạn chế về cơ hội đảo ngược tình thế ở những mặt trận này. Giới chuyên gia quân sự Nga cho rằng điều này có thể biến chiến thắng chính trị ngắn hạn, mang tính biểu tượng của Ukraine thành một thất bại chiến lược. Ở diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Thêm nhiều vũ khí tên lửa và pháo binh đã được chuyển đến khu vực Quốc. Bộ này cho biết, 29 yêu cầu đã được nhận từ trụ sở hoạt động của khu vực Quốc đã được giải quyết. Các vấn đề mới nhận được đang được xử lý, không có yêu cầu mới nào từ trụ sở hoạt động của vùng Belgorod và Priang. Tổng cộng, nhóm hoạt động của Hội đồng Điều phối Bộ Quốc phòng về An ninh quân sự các lãnh thổ biên giới của ba khu vực đã nhận được 45 câu hỏi từ trụ sở hoạt động trực thuộc các thống đốc liên quan đến việc cung cấp phạm vi bao phủ của nhóm đối với biên giới quốc gia. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like, subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!